Giải thưởng của tôi từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới lên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là. Thì rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì sửa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mới ở bên cha thì chẳng rời xa chắc con chúng ta. Bây giờ thế nào đây? Tóm lại là con Phương nó chửa hoang thật, hay là cậu lừa dối cô Linh để người khác mang bầu? Thôi đừng có hỏi tôi chuyện đó nữa, tôi không có biết cái gì hết, tôi không biết gì đâu. Tôi khổ lắm rồi mà, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đàn ông đàn em mà thấm cái gì? Chuyện gì á, từ từ mà giải quyết là xong hết, đúng không? Đúng rồi đó. Nín đi, đừng có khóc nữa, không giải quyết được chuyện gì đâu. Thôi thôi, nhậu đi. Thôi vô. Mọi người có đủ tờ xanh hết chưa? Có rồi. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu vậy nè, trời ơi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Không được, đi về liền. Dừng lại! Dậy rồi hả? Người đàn ông hư đốn kia đâu có dễ mà đi thế được. Ngồi xuống! Không những là một người cha tồi mà tôi còn là một người đàn ông hư đốn. Chính xác. Và hãy... Cái gì mà dài như cái sớ vậy? Cái sớ này có tên là cái biêu. Biêu của ai? Còn ai trồng khoai đất này? Trời ơi! 5 triệu! Yes. Cái gì mà dữ vậy anh? Quán của tôi là một quán cà phê thanh lịch, mà cậu đến đây cậu biến thành một cái quán nhậu như thế này. 5 triệu là còn rẻ đấy. Trời ơi, gia môn bất hạnh. Sao rồi cô? Cô có thấy ba con đâu không? Cô gọi hết cho bạn bè quen biết rồi công ty công tiếp mà không nghe điện thoại luôn. Không ai biết ông đang ở đâu, bây giờ không biết sao nữa. Mệt ghê, không biết ba con đi đâu nữa. Thôi để con qua bên kia con tìm. Cẩn thận nha con. Dạ. Cái ông này đi đâu với nó một tiếng. Khổ ghê mà. Ôi, ông tí. Ông thấy anh Nguyên à? Mà quên, anh Nguyên mới về khu này. Ông có thấy một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi, cao to, đẹp trai, chân mày rậm, đen đen. Biết rồi. Bồ của cô đúng không? Đúng rồi. Ủa, gặp ảnh đâu vậy? Không những gặp mà còn nhậu nguyên một đêm nữa đó. Nhậu nguyên đêm. Nè, tôi nói cô nghe này, cô đừng buồn nha. Chỗ hàng xóm ha, tôi nói thiệt cô á. Cô á là cô đâu có xấu tệ đâu. Mà cô hai lần đua đò rồi, cô tìm người cho đàng hoàng. Đúng không?
Anh nói vậy là sao? Là vậy nè, thằng Nguyên á, nó cặp bồ với cô, mà nó còn cặp với nhiều người khác nữa. Nó làm cho con người ta có bầu luôn. Ghê không? Mà cái này mới ghê nữa nè. Con nhỏ con gái nó đó, mới lớn à, mà chửa quan ớn không? Con nít bây giờ mà yếu đương lăng nhăng á. Cái gì? Gia môn bất hạnh. Ai nói với ông chuyện này hả? Chính miệng thằng Nguyên nó nói với tôi nghe chứ ai. Nguyên đêm qua nhậu Nguyên đêm với nó mà, nó tâm sự hết. Ghê không? Cuộc đời mà, cha ăn mặn con khát nước, gia môn bất hạnh. Cô Linh, con mới vừa gặp Đào Đào, nó nói là nó gặp ba con ở quán chú Vượng á. Con, tình hình sức khỏe mẹ và em bé sao rồi? Hả? Nè nè nè, thấy tháng đầu nha, giữ gìn cho kỹ nha, đừng có làm gì nặng nha, ảnh hưởng tới em bé đó. Không, mà chú dặn cái điều này quan trọng nè. Hồi mốt á, đi ra đường á, có bầu, đừng có mặc có quần đùi. Hiểu không? Không có được, kỹ, kỹ, thấy không? Gia môn bất hạnh, cha mẹ con ác nhé. Gia môn nhà anh mới bất hạnh á, anh kỳ cục quá à. Anh nhìn đi, con gái người ta nheo nhẽo vậy, anh nói con người ta có bầu chỗ nào? Mấy người mắc cười quá, chuyện trong nhà người ta chưa tường tận, ở ngoài đường đã rõ ràng rồi. Vô gì kỳ cục ha. Mệt quá. Cô Linh, là sao? Cái ông nó nói con có bầu. Cái này con phải hỏi ba con đó. Cô tức quá mà, không biết ông nội này từ sáng tới giờ gọi điện thoại hoài gọi không được. Bực mình quá đi, không biết đi đâu. Em. Má. Má. Hai mẹ con đi đâu sớm vậy? Mà thôi, anh nói chuyện với con cái đã. Trời ơi Phương ơi là Phương. Trời đất ơi, sao con dậy sớm quá vậy? Con có biết là con dậy sớm không có ngủ đủ giấc á là ảnh hưởng tới đứa nhỏ không? Con đang bầu bì mà con phải biết nghĩ tới sức khỏe của con chứ. Trời ơi, đúng rồi, gia môn bất hạnh mà. Gia môn bất hạnh. Ba. Có chuyện gì thì nói. Chú ấy là quá đáng lắm nha. Bình tĩnh em. Con nói đi. Cô đang không bình tĩnh. Con nói đi. Thôi để bà nói. Nếu như mà con ngay từ đầu con nói đó chỉ là tập kịch thôi thì bà đâu có hiểu lầm con đâu. Nhưng mà ba có bao giờ cho con cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với ba đâu. Thằng Khánh, thằng Quỷ Khánh á, ba gọi cho nó nói con có bầu. Trời ơi, ba nghĩ sao thằng Khánh là cái thằng con ghét nhất trường. Nó pha tin đồn nhảm vậy mà ba cũng tin hả? Tới con chơi với ai, làm cái gì ba cũng không biết. Đúng là thất vọng vậy ba. Anh nghe con nó nói chưa? Nó chơi với ai, nó đi như thế nào, anh ngoài đường của anh cũng không quan tâm. Hả? Anh nghĩ làm sao? Anh... Yeah. Anh nghĩ làm sao? Anh đi nhậu, anh đã tốn sức khỏe, anh còn tốn tiền, anh còn đi tháo tin đồn nhảm cho cả cái khu này biết là con anh đi chữa quan. Còn nữa, anh biết mấy cái người mà nhậu với anh á, người ta nói gì không? Người ta nói anh á, cặp bồ cặp bình làm sao bây giờ có đứa con rơi con rớt ngoài đường mà không phải một đứa mà có chục đứa ngoài đường kìa, anh nghĩ sao hả? Nè, đừng có quá đáng nghe chưa? Thấy tôi hiền là ăn hiếp tôi hả? Không có gì. Anh có quyền được nói ở đây hả? Hả? Trong câu chuyện này anh là người sai hoàn toàn. Anh sai không có một chỗ nào đúng luôn đó Quyên. Được rồi, cái chuyện mà người ta nói anh có con rơi con rớt tôi sẵn sàng bỏ qua. Nhưng bây giờ quan trọng hơn là cái danh dự của con gái anh nè. Bây giờ chính ba nó đi đồn nó chữa quan thì anh nghĩ làm sao? Ba lúc nào cũng bảo thủ hết trơn á. Giờ cả khu phố đồn con chữa quan, rồi làm sao ngày mai con đi học đây? Phương. Vui chưa? Đẹp mặt anh chưa? Hả?
Anh thấy chưa? Rượu vào là lời ra. Đi nhậu vừa tốn tiền mà bây giờ còn mang tiếng nữa. Mà tiếng ở đâu ra? Từ anh mà ra. Bây giờ quan trọng là tính sao nè. Tính sao hả? Tính sao anh tự tính đi. Tin đồn này anh là người đồn mà. Anh là người đồn nó thì bây giờ anh là người phải dọn dẹp nó đi. Linh, Linh, trời ơi sao bỏ tôi đi hết trơn cái trội vậy nè. Anh Vượng, gia môn bất hạnh nhỉ. Bất hạnh cái gì bất hạnh? Bây giờ nè, em nói anh nghe nè, bây giờ chỉ còn có mình anh là vị cứu tinh của em thôi. Chuyện này bây giờ anh giúp em phải làm sao? Giúp thế nào mà giúp? Bây giờ thì sai chỗ nào sửa chỗ đấy. Sai chỗ nào sửa chỗ đấy? Em thấy em sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn thì phải sửa sai hoàn toàn bằng cách cho cả thế giới thấy cậu đã sai. Cả thế giới hả? Ừ. Đó là hãy đăng lên Facebook, hãy lập một fanpage để xin lỗi. Xin lỗi bé Phương, con gái cậu. Xin lỗi tất cả cộng đồng mạng rằng cậu đã sai. Lời lẽ thành khẩn để người ta biết là cậu đã sai. Em không đăng status, em không đăng fanpage, mà em livestream xin lỗi luôn. Nói được, làm được. Làm luôn. Mọi người ơi, mọi người ơi. Ê, xin lỗi, chứ không bán hàng online. Thì em xin lỗi mà. Làm luôn. Rồi. Thành khẩn vào. Mọi người à, thực sự cái tin đồn mà con gái tôi có bầu, nó chữa hoang, là do tôi hết. Do tôi tự bịa đặt ra. Tôi gây lên cái chuyện này, gây lên cái sự hiểu lầm này. Tôi rất là mong mọi người đừng có nghĩ xấu về con gái tôi nữa. Thực sự con gái tôi không hề có bầu. Phương à, ba xin lỗi con. Đừng giận ba nữa nha con. Mai ơi đêm trà sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta không bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xa. Mai ơi đêm trà sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta không bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở.